Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần mà Luyến thích nhất là phần cho con nhiệm màu. Cho con nhiệm màu. Quý vị biết bà tiên răng không? Tooth Fairy. Bà tiên răng là răng. Tooth Fairy. Tooth Fairy là trẻ Tây Phương, trẻ em Tây Phương khi nó bị rụng răng sữa thì nó phải để cái răng sữa ở dưới gối. Sáng nó thức dậy, cái răng biến mất, để lại là gì? Món quà, đúng không? Còn ông Noel thì sao? Ông Noel chỉ hiện ra khi nào? Khi tất cả đều ngủ say, đúng không ạ? Và khi đứa trẻ ngủ thức dậy thì thấy trong ba cái tấc đã có quà, sữa đã uống hết, thơ đã đọc, bánh đã ăn hết, đúng không ạ? Để lại mấy cái bụng bánh. Và trong ba cái tấc có đầy quà, với điều kiện đứa trẻ nó phải ngoan suốt năm. Còn gì nữa không? Quý vị có muốn nghe câu chuyện con mèo biết bay không? Ai muốn nghe xin giơ tay. Hãy quay sang người bên cạnh nói đâu lên hai vai. Thì đâu? Ở bên Mỹ nhà có vườn, đa số nhà ở Nam Cali là có vườn. Thì cả anh đến tới nhà bạn anh chơi. Cái ba người bạn anh có hai đứa con, đứa 3 tuổi, đứa 5 tuổi. Trong khi chờ bạn anh thay đồ ra tiếp thì anh bạn nói, thằng bạn hàng nhỏ nó nói: "Chú ơi, chú muốn coi con mèo của con không?" Cái anh nói: "Con mèo của con có gì hay không mà phải coi?" "Con mèo con biết bay." Chú nói: "Ủa vậy à? Chú chưa bao giờ nghe nói con mèo biết bay. Chú coi đi." Cái ông đi ra ngoài vườn, cái họ vạch 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 cái bụi cây ra, thấy có con mèo đang nằm. Cái người tới, con mèo đứng dậy nó đi. Cái ông nói: "Con, nó đi rồi, nó đâu quay đâu." Cái nó nói: "Bố con nói là con mèo nó chỉ bay khi không có ai nhìn thấy thôi." Quý vị thấy dễ thương không? Cho nên cho con nhiệm màu là gì? Là vì con nít trung bình trẻ em 6 tuổi, dưới 6 tuổi, nó tin câu chuyện thần tiên là thật, đúng không ạ? Nó tin câu chuyện thần tiên là thật, cho nên thường người ta nói cái chuyện như vậy, người lớn mình nghe là cười liền, con nít nó tin chặt chẽ vậy, đúng không ạ? Việt Nam mình có chơi cái trò này không? Có không? Đó là gì? Ông kè một tràng pháo tay. Trời ơi, có đứa con nít nào hỏi là: "Má ơi, ông kè mặt mũi ra sao không?" Không, nhưng mà nó tự nhiên nghe chữ kè là nó sợ. Nó cười quá. Cười quá, hai đứa cháu của cái cô bạn mà Liên đang ở Phú Mỹ Hưng bây giờ, Liên ngồi Liên vẽ cho nó coi. Ai tham gia cha mẹ hồn nhiên rồi sẽ thấy cách vẽ là mình phải hỏi nó muốn vẽ cái gì, cái nó có cái gì mình mới vẽ, đúng không? Cái mình nó kêu vẽ con rồng, cái nó hỏi con rồng tên gì, cái nó con rồng tên con mèo. Xong rồi cái hỏi vẽ gì nữa, con nó hỏi vẽ con sâu kẹ, vẽ ra con sâu. Rõ ràng con sâu kẹ nó chỉ là con sâu bình thường, vậy mà tới tối về ba nó nói đi ngủ không thì con sâu kẹ nó bò tới là nó sợ hãi, nó đi ngủ liền. Trời ơi, chiều nó đã thấy con sâu kẹ vẽ không có gì đặc biệt. Thì rõ ràng là Việt Nam mình cũng truyền thống, nó không có mang nó truyền thống chứ đâu có khoa học gì, đúng không ạ? Nhưng mình vẫn hiểu được, dường như là mình vẫn cảm nhận và hiểu được điều đó và mình sử dụng. Nhưng mình sử dụng theo hướng gì? Tiêu cực, đúng không ạ? Còn người ta sử dụng theo hướng tích cực. Cho nên quý vị thấy cốt lõi của tinh thần kỷ luật không nước mắt là giáo dục dựa trên khuyến khích, dựa trên động viên. Còn ngược lại, kỷ luật truyền thống là gì? Dựa trên đe dọa, dựa trên sợ hãi, đúng không ạ? Vì vậy, nếu quý vị đang đe dọa con mình điều gì, đang làm con mình sợ hãi điều gì, hãy cố gắng đừng làm nữa. Thì cái động viên nó mới có tác dụng. Còn khi quý vị vừa đe dọa vừa động viên thì cái gì có tác dụng? Đe dọa có tác dụng, chỉ cần quý vị đánh nó một hai lần thôi là từ đó về sau không đánh là không được nữa. Quý vị có đồng ý không? Ai trong quý vị đồng ý điều này? Hãy cố gắng bằng mọi cách, hãy khuyến khích động viên, chứ đừng có đe dọa, đừng có sợ hãi. Thì công thức của cho con nhiệm màu là gì? Là có cái điều kỳ diệu
điều kỳ diệu chỉ xảy ra khi không có ai thức giấc, không thức giấc, không nhìn thấy, không có nhà, nhưng để lại dấu vết. Đúng không ạ? Vậy thì tấm chỉ hiện ra khi nào? Khi bà cụ không có nhà. Nhưng tại sao biết tấm hiện ra? Là vì dấu vết là nhà cửa đã tươm tất sạch sẽ. Đúng không ạ? Vậy thì quý vị muốn nghe chuyện cái bạn biết đi không? Ai muốn nghe xin giơ tay. Nói con à, cái bàn này đặc biệt lắm nha con. Nó biết đi á. Cái bàn này nó biết đi á. Chỉ khi nào mà con ngồi học trên cái bàn này nghiêm túc thì hôm sau cái bàn nó mới đi. Cái mình thấy nó ngồi học nghiêm túc. Hôm trước, hôm sau mình nói đi chơi không con. Cái nó ra trước, mình ra sau, cái mình đẩy cái bàn qua, cái mình đi. Bây giờ nó nói, ủa, sao cái bàn này nó đi? Hồi nãy trước khi mình đi nó nằm bên đây mà. Bây giờ nó nằm đây. Tối hôm qua con ngồi học nghiêm túc đúng không? Trời ơi, mừng quá. Em sáng tác. Quý vị có thể tưởng tượng là cái chuyện này rất thành công không? Có một chị đã tham gia chương trình này. Thì chị mới kể hết cái thành công của chị là vậy. Thằng con của chị nó 4:30. Mà đêm nào nó cũng quậy, nó không chịu ngủ. Cái hôm đó chị về, chị mới giả bộ, chị đi mua cái quyển sách tiếng Anh. Chị mua quyển sách tiếng Anh và chị đọc tiếng Việt. Có một ông tiên thông minh, hàng đêm ổng về, ổng làm cho con đứt đang ngủ nó thông minh hơn. Và ngủ càng say thì càng thông minh, ngủ càng lâu thì ổng càng có thời gian để làm thông minh hơn. Hết chuyện. Ôi, quý vị có thể tưởng tượng là từ đó về sau nó hối mẹ nó đi ngủ mỗi ngày không? Trời ơi, không thể tưởng tượng được. Còn có một chị nữa, chị nói là còn có một chị, cái chị vừa rồi ở Sài Gòn, còn cái chị này ở Hà Nội, chị nói chị cũng chơi trò tương tự. Con chị buổi tối nó cũng quậy, nó không chịu ngủ, cho nên chị nói là hễ mà đi ngủ sớm đó, thì là cái bà tiên á, bà cho mình thông minh thêm và mình dậy sớm á, thì à cái con bé con cái chị Hà Nội là nó, một là nó quậy buổi tối, hai là sáng nó không chịu dậy. Cho nên chị nói là buổi tối là cái lúc mà bà tiên làm mình thông minh hơn. Buổi sáng mà mình ngủ là bà tiên sẽ làm mình bớt thông minh. Cho nên tối phải ngủ mà sáng phải dậy. Quý vị có hiểu không ạ? Cái từ đó về sau là trời ơi, chị nói mẹ nhớ kêu con dậy nhé, thì không muốn bà tiên mất lấy mất trí thông minh của con. Vậy thì cho con nhiệm màu để làm gì? Để khuyến khích, đúng không ạ? Và để làm gì? Để giải quyết những vấn đề khó khăn. Ví dụ một đứa nhỏ nó nói ba ơi con muốn mua cái đó quá, con muốn mua cái đó quá, mà giải thích bao nhiêu nó vẫn cứ đòi mua. Cái mình nói là sao? Thôi về để hỏi ông nội. Ông nội ở đâu? Ông nội trên bàn thờ. Thì cái lúc mà ông nội chết hay cha ông bà qua đời thì đứa nhỏ nó đau buồn lắm, đúng không ạ? Mình nói trời ơi con ơi, ông nội bây giờ là dung bò lủng ổn ở trong hồng rồi. Hay là ông nội bây giờ lửa cháy hừng hực rồi. Thì nó thê thảm đúng không quý vị? Nói bây giờ ông nội đi lên trời rồi. Ở trên đó là không có lạnh, không có khổ, không có đau, không có đói. Tuyệt vời không? Thì nó sẽ không thấy cái chuyện chết là ghê gớm đúng không ạ? Cái có phụ huynh hỏi, nếu vậy nó đòi mẹ ơi cho con thích chết thì sao? Thì mình nói là cái đó mình không có thích mà được đâu con ơi. Cái đó là chuyện tự nhiên à. Không thể là mình muốn cũng được, cũng giống như giờ mình không thể đi lên, không lẽ lên mặt trăng được vậy thôi. Mình nói vậy được không quý vị? Có ai trong quý vị nghĩ là được không? Vì cái chuyện đó rất là tuyệt vời. Ông nội bây giờ, ông mình nói gì ông nội cũng nghe hết á. Mà ông nội nói mình không nghe. Mình làm gì ông nội cũng thấy mà. Ông nội làm mình không thấy. Thành ra bây giờ mình đi về mình thắp nhang lên bàn thờ ông nội, thì ông nội có cho không nha.
Nhớ đấy, nếu ông nội cho thì tối nay ông nội sẽ về báo với bà nội trong mơ. Còn nội không cho thì ông nội sẽ về báo với bà nội trong mơ. Cái mình nói bà nội. Bà nội nói đó là ông nội không cho. Sáng năm nay mình dậy, bà nội nói tối hôm qua có thấy ông nội về, ông nội nói không cho. Xong chuyện. Vậy thì như vậy có phải là mình đã láo con mình không? Phải, sự thật là vậy. Nhưng mà sự thật không phải là nó láo, mà mình nói nó tránh, nó né, nó giảm thì đúng hơn. Sự thật là không có cái nói láo nào không có hại. Tùy anh thôi, nhưng trong trường hợp này là nó có lợi nhiều hơn hại. Sự thật mà không có cái nói láo nào mà không có hại. Có quý vị có nghĩ vậy không? Tại vì cái hại đầu tiên là cái hại cho người nói. T. Harv Eker nói là however you do one thing is however you do everything. Cái cách mình làm điều gì sẽ là cách mình làm mọi thứ. Khi mà mình có thói quen nói láo để giúp người ta thì mình sẽ dễ dàng nói láo khi gặp khó khăn. Quý vị có hiểu ý không ạ? Cho nên cái hại đầu tiên của nói láo là hại cho cái người nói hơn là cái người nghe. Vì vậy trong trường hợp này anh nói đúng, cái láo này không hại đứa nhỏ, nhưng chắc chắn nó sẽ hại mình, cho nên mình phải cẩn thận. Còn tại vì mình có thói quen bị động nó hình thành từ những cái chuyện mà mình cứ làm đi làm lại hoài cái hành động đó, đúng không quý vị? Nhưng mà nếu quý vị tham gia cha mẹ hồn nhiên, quý vị sẽ thấy cái này nó không phải là nói láo, mà là nói tránh, nói né, nói mơ mơ hồ hồ. Bây giờ đứa trẻ nó hỏi quý vị là mẹ ơi, ông già Noel có thiệt không? Thì mình đừng nói là chắc chắn có thiệt, mà nói mẹ không biết nữa con, nhưng mà có lẽ có thiệt. Là vì sao? Là nếu là vì thấy để lại dấu vết. Cái chữ có lẽ làm cho quý vị không có nói láo, đúng không ạ? Nhưng mà đó là cho nên ngụy biện hay tu từ, nó là dùng với mục đích tốt thì nó tốt, dùng mục đích xấu thì nó xấu. Đấy, ồ chắc là có lẽ có, là vì ông để lại dấu vết, ông để lại quà. Mẹ ơi, mẹ thấy ông già Noel bao giờ chưa? Chưa con à, tại vì ông chỉ tới khi nào tất cả mọi người ngủ say, cho nên chính mẹ cũng chưa bao giờ thấy. Và quý vị sẽ thấy là không có đứa trẻ nào nói ủa vậy chứ cái hình ông già Noel mà người ta làm ở ngoài đó tới từ đâu, nếu như chẳng ai thấy. Con đứa nó đâu đủ khả năng để làm điều đó. Quý vị hiểu ý luôn mà. Cái quý vị biết vậy thì bạn Tooth Fairy để làm gì? Để cho con nít nó vượt qua cái khó khăn của chuyện rụng răng. Mình nghĩ con nít nó rụng răng nó không sợ, nó sợ lắm quý vị ơi. Nó không đau thôi chứ mà nó sợ lắm. Quý vị biết là Liên làm cái công việc này là Liên thường xuyên đứng đây và tắt điện thoại, đúng không ạ? Cho nên cho nên khi mà gia đình Liên gọi qua thì là như vậy, tại vì ba Liên 90 tuổi rồi. Và như vậy thì nếu có chuyện gì xảy ra, Liên về tới nhà là đóng nắp hòm rồi, có khi thiêu rồi luôn, đúng không ạ? Vì vậy nếu mà Liên thấy cái missed call mà Liên cứ phải gọi lại hoài thì nhất là tốn thời gian, thứ hai tốn tiền. Mà nếu Liên không làm thì lỡ cái missed call đó là cái call mà ba chết rồi thì sao, đúng không ạ? Cho nên Liên mới nói gia đình Liên là khẩn cấp mới gọi Liên, còn không thì đợi Liên gọi về hỏi thăm. Cũng may là bữa đó Liên không có đứng trên sân khấu, Liên đang nằm ở nhà nghỉ ngơi, cái điện thoại reng, Liên thấy số điện thoại Mỹ. Trời hồn vía lên mày. Cái Liên nói hello, cái ngay lập tức chị dâu Liên nói không có chuyện gì nguy hiểm. Cái Liên nói ok, chuyện gì? Cái chị nói Bi ơi, thằng Đôn nó cương quyết nó biểu tâm anh gọi Bi. Thường ngày nó đâu có đòi, mà bữa nay nó đòi cho bằng được. Mà tâm anh giải thích hoài mà nó cứ đòi cho bằng được. Bi nói chuyện nhé, tí đi. Cái mình mới gọi nó chuyện gì vậy con? Cái nó nói ông Bi, Đôn rụng cái răng rồi. Thương ghê không quý vị? Tức là nó sợ dữ lắm. Nhưng mà vì nó chỉ muốn nói với cái người mà nó tin tưởng nhất thôi. Thành ra mình nói, mà lúc đó mình nói chui tội nghiệp con quá, là mình làm cho vấn đề nó trầm trọng hóa thêm, đúng không ạ? Kỹ năng trí tuệ cảm xúc là đừng trầm trọng hóa vấn đề, đúng không quý vị? Thành ra lúc đó mình nói ồ vậy à, sợ con. Cái nói sợ, tức là mình phải công nhận nỗi sợ của nó, đúng không ạ? Nhưng đó là mình đánh vào não phải hay trái? Phải. Và sau khi xong rồi mình mới đánh vào não trái, mình mới kích hoạt não trái, mình nói ồ dạ con có đau không con? Không.
Có chảy máu không con? Không. Ủa, không đau, không chảy máu hả? Trời ơi, mừng quá. Ủa, thế ra chỉ sợ thôi đúng không? Nhưng mà con sợ, biết con sợ nhưng mà không đau đúng không? Không đau, cái chảy máu, không chảy máu. Ôi, mừng quá. Chỉ là mình chỉ sợ thôi chứ mình không đau, mình không chảy máu. Cái nói bắt đầu lên không? Cái mình nói, con biết tại sao con rụng cái răng đó không? Không, là vì con sắp mọc răng mới. Mà chỉ có người trưởng thành mới có răng vĩnh viễn. Còn con nít phải rụng răng, con nít đi thì mới mọc răng người lớn được. Con hiểu điều này là điều tốt hay xấu không? Nếu là con thành người lớn hả? Ừ. Chúc mừng con thành người lớn. Cái đó đây, mommy, mommy, I'm adult. Nhưng quăng mất cái điện thoại. cái xong nó trở lại, nó nói, cười hì hì, cái mình ơi, con biết không? Tối nay con nhớ để cái răng rụng dưới cái gối không? Sáng mai con dậy, bà Tiên Răng sẽ đổi cho con cái món quà. Lúc đó anh mới có 4 tuổi rưỡi rồi quý vị, thằng này nó phát triển sớm dữ lắm. Thằng này nó chạy lúc 8 tháng. Để nó đi lúc 1 tuổi, chuyện này từ từ kể sau. 4 tuổi rưỡi là rụng răng rồi. Cái mình nói vậy, cái đó, cái xong nó nói, rồi con đưa cái điện thoại cho mẹ đi. Cái mình nói, nó đi chưa? Mẹ nó nói, chạy mất tiêu rồi. Bà nhớ để quà nha. Bà không để quà là bể tủ. Cái từ đó về sau ảnh mong chờ rụng cái răng thứ hai. Thằng Đôn nó chạy bằng cách nào quý vị biết không? Nó 8 tháng. Nó ngồi vậy nè, xong nó bật lên cái nó quạt, cái nó rất rầm. Cái nó lại quạt, nó cái rầm đó cuộc không tới chỗ nó buông. Tới hồi mà nó đứng được là 10 tháng. Thì tới 12 tháng nó mới thật sự đi nghiêm túc. Còn trước đó nó cứ quạt vậy không. Vậy thì cho con nhiệm màu để làm gì? Để giải quyết những vấn đề khó khăn như là sợ hãi, đau đớn, ông bà qua đời, hay là từ chối những cái chuyện không từ chối, đúng không ạ? Vậy thì có ai trong quý vị thấy cái phần vừa rồi nó đáng yêu lắm không? Quý vị thấy dễ làm không? Vô cùng dễ làm. Tức là theo cái công thức này thôi. Con chó nó biết hát, chỉ khi nào không ai nghe thấy thôi. Dạ. Anh không cần cho đâu, tự nó tìm hiểu ra sự thật à. Mà nó không bao giờ giận dữ về điều đó. Quý vị biết không, hồi năm ngoái, năm nay là xong rồi, năm ngoái đi về Mỹ. Cái Liên nói, để cái tất ông già Noel về để quà con. Cái nó cũng để sữa rồi bánh rồi thơ. Xong cái tới lúc mà Liên lên phòng Liên ngủ với nó, cái nó nói, Bì, con biết không có ông già Noel đâu. Nó làm giống như bí mật vậy đó. Tôi nói, vậy à, sao con biết? Năm ngoái con thức suốt một đêm con canh, không có ai tới hết. Chưa hết, thằng Đôn, hai anh em nó sinh đôi mà quý vị. Thằng Đôn nó nói, con dán cái băng keo trong trên cái cửa lò sưởi, sáng dậy con thấy còn nguyên suy. Khóc cười vậy không nổi. Quý vị thấy cái phần này dễ thương không? Trời ơi, cái phần này ngắn nhưng mà nó tuyệt vời đúng không?